gặp sư phụ 7 lần rồi mà chưa được. Quay này. Rồi tên gì tên gì? Thiên Minh Châu. Thiên Minh Châu. Rồi là con của ông trời. Cái này việc đại diện cho cha nha. Thiên Minh Châu. Rồi ai nữa lên luôn, kỹ sách sửa đi rồi đó. Tên gì? Thiên Bạch Vân. Thiên Bạch Vân. Gặp 7-8 lần rồi hả? Thiên gì? Nguyễn Tùng. Thiên Tùng hả? Thương Nguyễn Tùng. Thương Nguyễn Tùng hả? Dạ, Thiên Nguyễn Tùng. Rồi, Thiên Nguyễn Tùng. Con tới lần đầu tiên mà không có nhận không thầy. Tên gì? Thiên Thiên Thúy. Hả? Thanh Thúy. Thiên Thanh Thúy. Trời, tên cũng đẹp quá ha. Giống ca sĩ Thanh Thúy quá. Đây, tên gì? Thiên gì? Hả? Thiên Ngọc Thơ. Thiên Ngọc Thơ. Thiên gì? Thiên Mimosa. Thiên Mimosa, tên tiếng Việt đi dễ kêu. Thiên Mimosa hả? Musa. Dạ. Ok rồi. Hả? Thiên Đức Hùng. Thiên Đức Hùng. Tướng này tướng giống mặt cũng giống Phạm Minh Chính quá ta. Không giống. Hả? Trên Phật Hồng Cảnh. Thiên Trên Phật. Và... rồi. Dạ, Thiên Nữ Tâm. Rồi. Thứ gì? Thiên Thiện Ngọc Trâm. Thiên Thiện Ngọc Trâm. Trâm. Không có mang theo bữa nay để Thiên Nữ Phương Trang. Thiên Nữ Phương Trang. Thiên Nữ Phương Trang. Thiên gì? Thiên Mỹ Loan. Thiên Mỹ Loan. 78 tuổi. Nó một lần nó về từ giả sư phụ luôn. Về Việt Nam hả? Về Việt Nam, cũng còn qua lời ông già quá rồi, 78 tuổi không sợ. Miễn bắt trọng đừng á, thảy vô lò là còn qua đi được mà. Dạ, về con. Mà có làm gì mít lòng bắt trọng không? Dạ. Không có là đừng lo. Dạ, về rồi đi Thái Hoàng Tiên nữa. Đi ba lần là lần hơn. Có đứa em ở mà là không đi thì được, muốn xin được. Tên gì? Dạ, Thiên Tùng Sơn. Ok rồi, Thiên Tùng Sơn. Rồi. Nhận là nhận giùm cha nha. Rồi mọi người phải giữ giới với lấy hình trên online thờ cha, rồi mỗi ngày có gì cứ vô than thở với cha. Với một đứa nó ở Việt Nam mà nó nhắn hoài hoài, lần này nó biết đi nó xin nữa. Rồi. Ông Thiên Xuân Tâm. Hả? Dạ, Thiên Xuân Tâm. Thiên Xuân Tâm, rồi. Ở đâu? Dạ, sang Lên Trầu đây. Sang Lên Trầu. Dạ, có lên chỗ của Thiên Tâm Sơn cũng ba nữa. Rồi. Lúc nãy có đưa cho thầy Kiệt xem cái hình mà có... À, cái hình mấy ông rồng đó hả? Ở mấy ông ngoài sáng trên núi nhiều lắm. Rồi. Ai vậy? Vân Thiên Vân Mai Thi. Thiên Mai Thi hả? Ok, còn ai hỏi gì nữa không? Nó tên gì con? Con quá luôn. Rồi kia nó. Rồi rồi. Ở Việt Nam à? Dạ. Rồi, hộ con nửa tiếng nữa cho hộ đi.
Dạ cái tay con nó có điện trong này, con đụng vô bác bắt bị giật bắt nhảy liền á. Nên vậy đó rồi. Không, thật sự con có điện mạnh lắm. Sao? Quynh đến đây thăm đệ. Đức là con cả của ông trời. Xuống trần. Sao bữa giờ mình lưu lạc tới 70 năm bây giờ mới gặp ha. Alleluia. Rồi. Thiên tử thứ nhì. Nhưng mà không có được, không có ấn xa trong người. Có thằng cháu ngoại thì nó lì quá sư phụ. Ừ, nó đâu lì đâu, nó chỉ xăm mình rồi vậy thôi, đâu lì mấy. Ừ, nó thích vui thôi mà. Ừ. Bởi cái quả đi cầu này không dính ái nhiều quá ta, phải mình ở Bắc Lô Châu á, là giống như nãy nói á, thoải mái, không có vướng bận tình cảm. Người mất ba. Thôi giờ không có hình nghe ai có mặt thì tính. Lời xong. Để đây giờ. Chắc là lát quá. Chào con. Em là yêu ở chú trà. Em có thể mời anh biết lần rồi. Hôm nay em nói được cả anh. Bây giờ chào. Thì em chỉ thấy cái này khi nghe nó cái clip của anh thì lòng rất là nóng và cảm giác là em cần phải gọi là anh rất là nhiều hơn trước đây. Sau đây em phải thử gọi cho anh thì mình không gọi mà cái gì đó cái cản trở hoài vậy. Thì hôm nay em về nhắn trước cho anh. Nghe rồi anh dễ này là tại em có tức là mỗi lần nghe clip anh là em nóng bị nóng lạnh hả? Không thì những cái gần đây của anh thì em cảm giác là nóng lòng nóng lòng à. Thì cứ lên đi để mà dự hội Long Hoa về Việt Nam giúp nước Việt trẻ gì mà biết tu rồi nè, huống chi lớn tuổi kiểu này rồi mang cái qua ly tựa chọt trà qua tội nghiệp chưa đấy, ngồi nè, đi đâu rồi đó. Con tên gì quên rồi? Dạ, em Thiên Yên. Thiên Yên, con đệ tử rồi đó. À, cứ ra. Thì người nào muốn lên nhà nào lên, nhưng mà chưa ngày mai bữa sáng đây mà sáng mai sáng kiệt ở đây. Còn muốn lên núi thì lên núi, còn muốn tới đây chơi thì tới đây chơi, tự do mà. Ok. Điển nè. Ok, tới hết giờ rồi các bà con. Nó live stream này được mấy tiếng rồi con? 3 tiếng mấy. Mấy 3 tiếng mấy. Con được con. Rồi, được. Thank you.
Ngồi lại đẳng đây. Để cho Quân nói chuyện là Quân làm gió trầm Quân. Dạ dạ đẳng rồi. Tuổi Kỷ Mão. Dạ. Cái này thấy xin. Thì để ok thì cứ ngồi, cứ ngồi xuống đây. Có bình yên ngày hôm nay tới. Cho được bình yên vui vẻ. Dạ dạ dạ. Yeah. Trở về sẽ gặp. Okay.